các bác là tiếp tục là một cái video mà khách hàng có mang qua bên em là một cái bộ mic VK8 đến từ thương hiệu là PS Audio. Và bác ấy đang có nhu cầu là đổi sang cái con mic bóng đèn đến từ thương hiệu là DB Acoustic và mã sản phẩm là con là K8200. Thì chắc chắn với các bác là với cái con K8200 mic bóng đèn này thì âm thanh nó sẽ hay hơn cái con VK8. Vì bản chất thì khi mà mới mua ban đầu thì cái giá thành của con này nó sẽ cao hơn con này rất là nhiều. Đấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái âm thanh nó hay hơn. Và đây là cái bao bì đóng gói của cái mic K8200 các bác nhé. Đây là cái mic của K8200. Đây là bao bì hàng chính hãng đến từ thương hiệu là DB Acoustic. Và đây thì em sẽ thử cho các bác là cái chất âm của cái mic này. Thì với hai cái mic này em sẽ đánh giá cho các bác về cái phần chất âm của cái này. Thì đầu tiên là về phần âm lượng thì chúng ta không nói làm gì. Về phần âm lượng thì chúng ta có thể là tăng giảm cái âm lượng ở trên những cái hệ thống mà vang. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là phần chất âm. Thì cái chất âm của cái bộ mic của cái K8200 này, chất âm của nó tốt hơn, tiếng nó sẽ ấm hơn và tiếng nó sẽ trung thực hơn. Và khi đặc biệt nhé, đặc biệt là những cái mic nó hơn kém nhau khi mà các bác lên cao giọng ấy. Khi mà các bác lên cao giọng, những cái bác mà hát những cái tông cao ấy, thì cái mic nào mà nó kém thì các bác hát nó sẽ bị lặng tiếng. Lên cao nó sẽ bị lặng tiếng, nó sẽ bị tụt hơi. Và cái nữa là đặc biệt là cái lên cao giọng thì những cái mic rẻ tiền ấy, những cái mic mà giá nó rẻ hơn ấy, thì nó sẽ bị xé tiếng. Nó sẽ bị xé tiếng, nó sẽ bị méo tiếng. Đấy. Còn đối với những cái mic mà dòng mà đời cao và những cái dòng đời tốt ấy, thì khi mà chúng ta hát to, hát cao giọng lên thì âm thanh của nó không bị méo tiếng, không bị xé tiếng mà tiếng nó vẫn ấm, nó vẫn tròn. Thì đấy, đó là cái hệ thống mà xử lý tín hiệu âm thanh ở trên những cái bộ mic đấy rất là tốt. Đấy, thì những cái mic là thường khi mà các bác hát những cái bài mà nhẹ nhàng, bolero nhẹ nhàng thì nó rất là khó phát hiện với những cái dòng mic mà nó xem giá nhau. Nhưng mà đặc biệt là những cái bài mà hát lên cao giọng cần những cái hơi nó mạnh hơn, lên cao hơn, thì rõ ràng những cái mic mà nó tốt hơn, đắt tiền hơn thì chúng ta sẽ có một cái chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều, nó hát nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Và đây là hai cái tay mic thì vừa rồi thì bác ấy cũng mang qua cửa hàng và bác ấy yêu cầu là lắp cả hai cái bộ mic này và cái mic VK8, mic VK8 và cái mic K8200 vào cùng một cái con vang, cùng vào một cái đường tín hiệu nhé. Đấy, và bác thử thì bác ấy công nhận là bác ấy hát mấy bài, bác ấy công nhận là cái mic K8200 thì âm thanh của nó hay hơn rất là nhiều. Hay hơn rất là nhiều, tiếng nó sẽ ấm áp hơn và nó trung thực hơn. Thì đấy là cái hệ thống mà cái con này hiện giờ nó đang sở hữu, đó là cái công nghệ đang rất là đắt tiền hiện giờ và đang rất là hot ở trên thị trường hiện giờ, đó là cái mic mà chạy cái bóng đèn khuếch đại. Đấy, thì bình thường những cái con mic khác thì nó sử dụng là cái linh kiện bán dẫn, là linh kiện là cái con sò công suất. Nhưng mà con này thì nó sử dụng là cái bóng đèn khuếch đại. Thành ra chúng ta sẽ có một cái chất âm hoàn toàn khác biệt so với những cái bộ mic khác. Và các bác theo dõi kênh của bên em thì các bác thấy là khi mà em mở ruột cái con đầu thu của con K8000 này này, 8200 này này, thì các bác thấy là ở bên trong ruột linh kiện của nó rất là nhiều, rất là đặc ruột. Nếu mà so về cái cân nặng mà chúng ta cầm trên tay ấy, thì cái đầu thu mic này nó sẽ nặng gấp 3 lần những cái bộ mic bình thường. Và linh kiện ở bên trong cũng vậy, nó sẽ phong phú hơn, nó nhiều hơn gấp 3 lần so với những cái bộ mic bình thường. Thành ra là chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh nó sẽ hay hơn, nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều những cái bộ mic bình thường ở trên thị trường. Và đây em sẽ thử cho các bác cái chất âm ở trên hai cái tay mic này các bác nhé. Ở đây em sẽ thử, đầu tiên em sẽ thử cho các bác là cái con K8200. Alo 6712. Alo 6712. Tiếng của nó, cái tiếng ấm của nó rất là rõ, rất là rõ. Và tiếng trung và tiếng chép thì rất là sáng tiếng. Đấy, thì đấy cái lợi ở đây này. Đặc biệt là khi lên cao giọng, những cái dòng mic này nó không bị xé tiếng, nó không bị vỡ tiếng. Còn cái mic này thì khi mà chúng ta hát ở chế độ bình thường thì không sao, nhưng mà khi mà chúng ta lên cao giọng thì thường thì nó sẽ không trung thực tiếng bằng những cái bộ mic kia. Có nghĩa là cái con VK8 này này thì âm thanh cũng rất là hay rồi, nhưng mà so sánh những cái bộ mic mà nó đắt tiền hơn, mà nó công nghệ nó cao hơn, thì rõ ràng thì nó sẽ không bằng. Thì em sẽ so sánh như vậy thôi. Và chắc chắn rõ ràng là những cái dòng mà nó cao tiền hơn hẳn như này thì chúng ta sẽ có cái âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Lần 6 cái con này thì là tiếng nó sẽ yếu tiếng hơn, yếu tiếng hơn, và cái tiếng của nó không sang bằng. Ở đây cái âm thanh chúng ta nghe cái độ sang của tiếng đó, cái độ sang của tiếng đó các bác nhé. Ở đây thì ok các bác nhé, đây thì em đã test hai cái sản phẩm này. Đây, và thực tế là đây là chủ cái đơn hàng đây. Anh cảm nhận luôn. Hay luôn. Chắc chắn rồi các bác, chắc chắn là phải hơn rồi, là như thế, chắc chắn là phải hơn như vậy. Và cuối cùng là thì bác ấy đã chốt là đổi cái con VK8 này, lấy cái con cái bộ mic là K8200. Và cái bộ mic này em đang thanh lý là giá có hơn 1 triệu một chút thôi các bác nhé, hơn 1 triệu tí thôi. Bác khách này bác ấy cũng thanh lý thì em cũng thanh lý luôn cho các bác. Thì bác là có nhu cầu thì với những cái sản phẩm mà ví dụ cái con là hơn 1 triệu thì giá cũng rất là hợp lý các bác nhé. Đấy, thì em xin phép đóng gói cái con bộ mic là K8200 lại các bác nhé. Phải công nhận là cái dòng mic này thì tiếng nó rất là sang tiếng và rất là gọn tiếng các bác nhé, tiếng nó rất là đã luôn. Alo 6712. Alo 6712. Và em
cũng giới thiệu qua luôn là em đang sử dụng cái con vang cơ lai số KM330 Pro. Con này đứng đầu thị trường luôn các bác nhá. Nhấn mạnh các bác muốn mà dễ sử dụng, âm thanh hay thì đây là con đứng đầu đáng lựa chọn đầu tiên ở thị trường Việt Nam luôn. KM330 Pro, hàng chính hãng đến từ thương hiệu BDB Otic. Con này là bán là chạy nhất thị trường Việt Nam luôn các bác nhá. Đây em đang ghép với con đẩy 4 kênh này và một đôi loa full. Loa full này em đang bán là 10.200.000, hàng mới cứng bóc hộp của PS Audio các bác nhá. Đây là cái mã gọi là con ES12. Công suất trung bình là 450W, công suất cực đại là 1800W. Độ nhạy con này rất là cao, 98 dB. Con này thì chưa ai chê, với cái giá thành là 10.200.000 thì chưa ai chê con này. Âm thanh cực kỳ luột luôn. Loa súp đây nhá. Loa súp này bên em đang bán với tầm giá lộ khoảng 6.800.000. Loa súp hơi dòng cao cấp của PS, mã của nó là GS115. Con này thì nếu mà theo dõi kênh của bên em thì với cái loa full này và loa súp này thì có bác khách đi chuyên đi lắp phòng hát đã nhập đến 7 phòng luôn, đều cái combo kiểu này. 6712. Ở đây thưa các bác thì đã đóng gói lại và dán tem bảo hành các bác nhé. Đây có dán tem bảo hành đây, đầu thu này, hai tay mic này, dây nguồn này. Con này thì nó cắm thẳng đường nguồn nhé. Nguồn cái này nó rất hay là nguồn automatic luôn. Thì nó tự cân chỉnh điện áp. Bao giờ điện áp của các bác mà điện nó áp mà nó bị yếu, bị khỏe thì cái dòng điện ở bên trong nó tự cân chỉnh và nó đưa ra cái mạch khuếch đại của nó luôn chuẩn luôn. Đấy, con này rất là hay về cái mạch nguồn của nó. Mạch nguồn con này rất là khủng luôn. Ở đây thì đây là cái chống lăn phần phía trên, phần chống lăn phần phía dưới và đây là cái rắc. Các bác thấy là những cái dòng cao cấp thì nhìn các bác nhìn cái rắc là thích mắt rồi. Các bác nhìn cái rắc này. Đó, rất là chuẩn luôn. Đấy, thì ok cái sản phẩm. Ở đây là hai cái dâu anten này. Ở đây thưa các bác, ta đã bàn giao cho khách hàng các bác nhé. Đây là cái hàng chính hãng của DB Acoustic này. Đây là cái tem nhập khẩu nhé các bác nhé. Nguyên số xuất xứ rất là rõ ràng. Mã của nó là K8200. Đầy đủ thông tin các bác nhé. Dòng cao cấp của DB Acoustic. Cảm ơn hai bác nhá. Anh về nhá. Bảo hành 1 năm anh ạ. Vâng vâng. Cảm ơn hai bác nhá.